Rất hân hạnh được gặp lại quý khách hàng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp, Bán Nhà Tân Bình của nhà đất Ngọc Hoa trên hệ thống YouTube cũng như Facebook. Hôm nay em xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh tại một trục đường của đường Phan Huyết, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà phố này được thiết kế rất là đặc biệt. Một căn nhà nhỏ xinh xinh nha, với một mức giá đó là 3.650.000.000 thôi, đang còn thương lượng nha. Đó, và căn nhà này thì có diện tích đó là ngang 3.5m này, độ dài là 12, được thiết kế đó là một trệt một lầu, gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, và chúng ta có thể thấy và một ban công phía trước này. Đó, với công năng là gia chủ thiết kế cho quý khách hàng toàn bộ nội thất nha. Tại đây thì chúng ta có thể di chuyển ra trường chân Phan Huyết Quang Trung thì rất là gần nha. Đặc biệt thì ra Quang Trung thì chúng ta tầm mất 5 phút thôi. Đó, một vị trí căn nhà rất là đẹp nha. Chúng ta cùng coi một con hẻm trước nhà của chúng ta nha. Vị trí con hẻm của trước nhà của chúng ta là một con hẻm 4m nha. Chúng ta có thể di chuyển xe hơi vào đến nhà nha quý khách hàng ơi. Đó, một khu nhà phố rất là an ninh. Trong khu này có camera trước ngõ và cuối ngõ nha. Đó, chúng ta còn này, một kiểu nhà phố này, nhà phố nhỏ nhỏ này, mức giá là 3.650.000 thôi. Đó, tại đây thì chúng ta di chuyển ra Phan Huyết thì rất là gần. Rồi, chúng ta cùng coi nha, phía lầu 1 này thì chúng ta có khu ban công đua ra này, rất là rộng rãi. Rồi, chúng ta cùng coi nha. Đó, rồi ngay khi bước vào tầng trệt này, đó quý khách hàng ơi, tại đây chúng ta có một phòng khách này, gia chủ thiết kế rất là hoàn tráng nha. Đó, phía trên này chúng ta coi nha, phía trên này thì gia chủ thiết kế cho chúng ta đó là trần chiếu sáng này, rất là đẹp luôn nha. Đó, và đây là không gian của phòng khách. Phòng khách này thì gia chủ đã trang bị cho chúng ta đó là một bộ ghế sofa rất hoàn tráng nha. Đó, bên tay trái quý khách hàng đây thì chúng ta có thể thấy thì gia chủ thiết kế chúng ta đó là kệ tivi này. Đó, còn nhà phố này rất là đẹp và mức giá đó là 3.650.000 thôi. Đó. Đó, đây chúng ta có những mẫu đề co gia chủ thiết kế rất là đẹp quý khách hàng ơi. Rồi, chúng ta cùng coi nha, phía đây ở giữa nhà thì chúng ta có cầu thang này. Cầu thang này thì được gia chủ thiết kế kính cường lực gỗ căm xe đá hoa cương. Đó, phía ở cuối cầu thang thì chúng ta có thể thấy thì gia chủ thiết kế cho chúng ta đó là hoàn lăng bộ này. Đó, chúng ta có hoàn lăng bộ rất là đẹp nha. Đó, một căn nhà có mức giá là 3.650.000 thôi, đang còn thương lượng với quý khách hàng nha. Đó, sân này chúng ta có thể để xe gắn máy thoải mái luôn nè. Đó. Rồi quý khách hàng ơi, quý khách hàng theo chân mình nha, cùng di chuyển ở phía bên trong. Đây chúng ta cùng tham quan này. Phía sau nhà, tại khu vực phía sau đây thì chúng ta có một nhà vệ sinh và nhà tắm tại tầng trệt. Đó, chúng ta cùng coi nha. Đó, nhà vệ sinh đây, chúng ta có cả những bồn tắm, bồn rửa tay luôn nha. Đó, và đây là không gian bếp này. Đó, một gia chủ thiết kế rất là tâm huyết. Đó, một không gian săn tại khu ở phía sau nhà này. Đó, và đây thì chúng ta có một bộ bàn ăn 4 ghế. Cầu thang này rất là đẹp nha, thiết kế đề co, gia chủ đề co những mẫu bình bông này rất là tuyệt vời. Đó, nguyên hàng co này, không gian bếp này, chúng ta có tủ bếp, máy hút khói. Một căn nhà mức giá 3.650.000 rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên không gian của lầu 1 nha, chúng ta tham quan nha. Và ngay khi bước lên lầu 1 thì quý khách hàng có thể thấy thì chúng ta có hai phòng ngủ, một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau. Chúng ta cùng tham quan phòng ngủ phía sau trước nha. Đó, nhà tắm này.
giường này. Một căn nhà thì gia chủ đã thiết kế cho quý khách hàng toàn bộ nội thất này. Khi mua nhà thì gia chủ sẽ tặng lại cho quý khách hàng nha. Đó, tại đây thì chúng ta có thể thấy một nhà tắm thì là được gia chủ thiết kế miếng kính trong suốt. Nếu quý khách hàng không thích thì chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ dán thêm miếng giấy dán tường che lại khung gian này nha. Một mẫu nhà rất là đặc biệt. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên không gian của khung phòng ngủ phía trước nha. Đó, và đây là phòng ngủ phía trước này. Đó, mỗi phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng nha. Đó. Phía trước thì chúng ta có hộp ban công. Đó, chúng ta cùng coi khu vực ban công nha. Đó, đây là khu vực ban công này. Ban công này chúng ta có thể phơi quần áo, trồng cây tại không gian này rất là thoải mái và rộng rãi. Đó, một căn nhà thiết kế rất là hoàn tráng và hiện đại. Gia chủ thiết kế và tặng lại cho khách hàng toàn bộ nội thất nha. Rồi, nhà đất cũng xin nhà đất Ngọc Hoa cũng xin nhắc lại đến quý khách hàng là căn nhà phố này có diện tích đó là ngang 3,5 m, độ dài là 12. Thiết kế đó là một trệt một lầu, gồm công năng đó là một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Đó. Và giá của những căn nhà này thì có mức giá đó là 3,650 tỷ thôi, đang còn thương lượng đến quý khách hàng nha. Và nếu quý khách hàng yêu thích căn nhà này thì hãy nhấn like và share để ủng hộ nhà đất Ngọc Hoa để cập nhật nhiều video khác nha. Rồi, nhà đất Ngọc Hoa cũng xin kính chào quý khách hàng. Phải hẹn gặp lại quý khách hàng một căn nhà phố khác nha.